Hải Mần, trường Sunny, 415, Dù Mần. Anh chụp đúng rồi. Giờ ông ơi, giờ ông Tuấn bắt Thanh Phong. Ông Phong. Tuấn bắt Thanh Phong đừng đứng mặt. Tuấn Phong cho anh. Quân đo, mẫu đều. Quân đo. Không ưa mấy, vì mình đánh được như thế, mình đánh to, ăn xuyên hơn. Không có ông đánh với anh đồ mà tôi thiệt tình cảm. Thì biết là tình cảm còn 20-30 lón thì hẳn xuyên. Đồ đánh với thằng tới tôi đánh cho to, ăn cũng xuyên. Đồ mà ăn thua 2 trận ăn trận, buồn lộ lại mấy chục đồng. Tình sao ăn 200, tình sao đừng gọi ăn 200, lộ lại mấy chục đồng đó. Cho con đánh đánh mặt này, thì mình đánh 20 lón cho mấy. 40 đấy. Đó. Đi nè. Để làm cái này nè. Mày chạy phải không? Câu này nè. Đi rượu. Đó 50. Đi rượu quan rồi anh. Đánh cho vui, 40 cho vui. Anh em. Từ lừa. Đó. Mà điều không. Không, điều không. Quan với Liêm cũng được. Quan với Liêm thôi, chúng tôi ngoảnh nữa. Đó, là đánh. Bây giờ mày quấn cho mày thế. Thì quýnh đi với ông đi đi đâu thôi vô nó 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 anh Liêm cũng được hết thì đây vô là anh ơi anh được anh Liêm được sát lưới luôn Johnny ơi sát lưới luôn chơi chơi xong sát lưới luôn quýnh nữa thằng này nó muốn làm có tiền nhiều sát lưới luôn để cho trường lo sao? Có máy rồi, có máy rồi. Mũ đều. Sao nãy giờ ông làm cameraman mà ông không có thông báo điểm là sao? Cứ xin tôi đi. Bằng quế vô 300 rồi. Uống thiệt. Cái đồ đi chỗ đấy ngon rồi. Tự nhiên được. Trên món ai chúng tôi đánh nè. Út ơi, hay quá Út ơi. Tại sao sáng đạp ga luôn, chị đạp ga cứ đạp thắng là sao? Đồ phải dành dẫn thôi. Thấy ba con rồi. Cái từ lời lên lên lưới bạn ơi. Lên lưới luôn Sunny, sắc lưới luôn. Sắc lưới luôn Sunny ơi. Rồi nào bắt bên kia hả? Sắc lưới luôn Sunny ơi. Đó. Trời ơi, đủ mấy đồ. Anh bạn ơi. Đồ vô trách nhiệm hả? Đừng manh cho chết. Sát đồ quýnh em ơi. Có đừng ra kìa. Anh Hưng xuất hiện á. Đây, giờ cặp này. Tôi với anh này mỗi bên một phòng. Thôi líp líp đi. Líp đi. Mày là yếu nhất trong bốn người rồi. Bây giờ cặp rồi đâu chạy đi nữa đâu, líp líp đi. Líp líp gì nữa, đường ngoài líp đêm này líp líp cái đụng mỗi mỗi bên phòng lấy cái gì mà đấm. Vô cái chuyện đây nè. Dỡ lên. Lấy lại. Lấy lại hả? Trời ơi, anh ơi, vô biểu mất cái gì vậy mạnh? Chữ hại nè. Bước lên, chậm như vậy nè. Yeah, one, two. Mạnh theo cái đó tưởng ăn rồi mạnh. Tưởng ăn rồi. Trên gì trên đậu mà tôi thua thằng Liêm mà thằng thua thằng này nữa. Này nó chấp tôi giờ nó chấp tôi game nè. Đầu mình bây giờ ví dụ như anh không với em. Còn với không với Liêm đánh không? Đánh giá. Đánh xuyên chứ. Hỏi thua hỏi chửi em hả? Nút với anh Duy không? Thôi hỏi nút nè. Không, hàng tuần sau à? Tuần sau nữa. Anh không cho em hàng tuần sau anh. Anh không cho em tập lại chứ bây giờ em còn yếu mà. Mất sở hữu chúa chơ.
giờ anh cắt giúp mà là quánh ra, quánh là phong cho em. Hoàng Quế phòng cho Thùy Liên. Clip bên em chưa có nổi. Được không? Hả? À, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Anh thấy anh để cho anh Tuấn nói chuyện, anh Quang nói chuyện, anh thấy chưa? Bây giờ quánh không đúng rồi, anh Quang nói em từ đầu á. Quang có gì mà phong? Quang nói em từ đầu luôn á. Cái ụt tạp trên mắt chích á, là tôi đoạn ngay từ đâu á. Mấy thằng ngoại đù và Liêm về ngoại cũng dần mà tôi gọi đù mà cái em thì ngoại liền. Thì tôi chưa nói là bên đây chạy tôi ngoại liền. Chứ mày tên tên ngoại sợ thì cũng dần dần. Bây giờ Liêm. Đi cạp á, ụt cạp. Mày thấy ngồi trong bàn cũng 10 người ngoại đù mà cạp những dần dần. Tôi lại đù qua tôi bắt cái cho hai tên lên luôn, cùng mà tôi nhận cho. Thằng luôn đù mà tôi nhận cho hai cái này tầm thứ tư luôn. Quang, bây giờ cạp Liêm không cho anh quánh không cho chú uống được không? Được luôn ai mà cạp tâm bì nữa mà ai mà điên liếp liếp hỏi nóng chịu không kìa hai mấy người liếp liếp có sờ cũng đòi nữa không được có lưới gì đâu liếp liếp có sờ cũng đòi nữa đâu mà tôi ăn mà không được rồi liếp liếp cũng được cũng thử cũng 20 lon chơi đúng 20 lon liếp liếp 20 lon mở ngoài 20 lon thôi chơi luôn hiểu không chơi luôn rồi đánh rồi đánh mỗi ngoài 20 lon 20 lon mở ngoài 20 lon mở ngoài 20 lon thì ta coi nha rồi ok mỗi tuần mỗi 20 lon mở ngoài 20 lon đi ta coi cái gì quên hả quên đánh đi ô quá chứ tao loại chắc quá đâu tao loại chắc loại cái ai đâu đánh đi rồi giờ rồi tận tới sao con người liêm mình đánh 20 thôi mà liêu rồi liêm liêu cái gì mà anh chơi đâu có chân liền một thằng đề nhất không một thằng đề nhất lưỡi thôi mà mới giảm liêu rồi liêm một thằng là đề nhất không đâu có nợ gì nợ đâu ông hốt tìm rồi một thằng là đề nhất lưỡi cô vào đây thay lưỡi ba mươi thôi mà bớt đi bớt gia đình cảm tạo bên liêm là mạnh rồi xanh đùm chưa từng ụt vô đùm mà lâu đó là nổi đùm rồi đã hai chục rồi xếp đây cất đùm mà mày cha đấy không chưa từng nhập ai được hai chục rồi bốn chục là mày đập 40 rồi 40 ha rồi 20 được em vô tư rồi 40 ụt vô nặng rồi liếm nô 40 giờ 40 ha 20 thôi thì tại nó không chịu đến 20 đùm á kệ ảnh tôi chỉ thích rồi tôi âm rồi 20 tại mình này nó muốn đánh lớn thì rồi ok giá nút đúng rồi rồi sắp tới rồi sao anh càng nói anh tưng anh càng đêm này đến để đẩy hàng làm đồ khí chưa đi này chơi đẹp thế này không tôi chơi đẹp thế này ông mình ngủ tôi tên Liêm tôi phong là Hữu Phong đồ mà tôi đặt cho ông đồ mới ông ơi tôi phong Hữu Phong đó đồ chơi được mới đẹp rồi đồ mà cha muốn đánh phong được nó mới ra nó cũng được bắt phong cha mà tôi ngủ level kém luôn một level hai level là đúng màu sắc chuyện gì vậy chuyện gì vậy rồi ai chơi không ghi số mỗi bên mới 20 ghi rồi nó được ghi cái này đủ khoai ủ ok cái đà nó đi đúng không dù mà tôi đặt cho mình sướng đúng ma. Mình đặt cho hiểu để mình tập, giống như mình bỏ tiền mình tập ra, tập với ngoạn ra. Chú kêu đi bây giờ này. Anh phong cho Liêm, Úc phong cho anh. Trời ơi rồi em mà phong cái gì em đánh lông nổi kìa em đánh phong á. Con chó đi tự liền cái nào nó quất liền á. Con này hiền quá. Con đi hiền, con đi đụng là đi ăn thịt. À, ăn thịt vặt ngoài thôi chứ còn không có được nên ăn chay mà. Cái thằng này hồi nãy là
bên thấy nó bên phạt bên kia rồi, con này nó sủa nó đòi quá trời bên kia rồi. Nó không có cái dây hả ta? Nó có được, con này mẹ nó dữ lắm. Con mua đó hả? Con kia thấy hiền hả? Ồ, ra thấy nó đi không nổi á. Mà nó muốn chơi là nó chạy. Hồng thấy số bên là giờ đang đi biển hướng là có nghĩa con có sự tài. Con kia nó đi nó thấy đi ông lỗi mà nó gặp con này không à, lỗi với ông lỗi nó thấy này nó chạy liền đi chạy chạy đâu có nhận cả chắc em muốn đánh chơi dù 10, 20 em đánh em muốn tập lại mà nhưng anh Duy anh đã không đánh. Chuyện gì vậy? Ông đã cầm chó cho mày không? Ông có cầm qua con chó này thấy á, nhưng mà nó đi không nổi nha. Nhưng mà trong kia, khi đó mình không nói được, tại con chó này cũng không cầm biết. Ông quên, 4:15. Hãy đi đi. Đi về đây trước. Đi về đây. Hãy đi về. Không, cái này là một cô. Ờ, chưa? 40:15. Yeah, no. He's okay. She hasn't been socialized. I rescued her when she was 10. Okay, she hasn't been socialized. She doesn't know how. It's okay. Just keep her distance until she can use it. Yeah. You know what? I tried so hard to socialize her. It's just certain dogs. Yeah. What kind of dog is that? Pitbull bulldog mix. Yeah. But she wasn't raised. She was just a neglected. 40:30. That's why I took her for a while. She looked like she could run, but boy, did she run. Yeah, she can run when she sees a squirrel or cat. She just hasn't been. She gets along with two. James. 3-2. But just, I don't know, the dynamics dogs are tough. Dữ ha. Dài nhiêu? Ba hai, tên thị trường. Okay, Hải Sơn, 2-3. Anh ơi, anh mang mình have to take charge, man. Fifty love. Mà thấy nó lúc hồi nãy đi đây thấy hình thù thì vô, nhưng mà nó cũng đây nó cũng không có chịu đi rồi. Fifteen love. Con nó treo cổ, nó đi qua cái cầu nó treo cổ, cầu chết. Hỏi vậy cô với các bác đang bị vô tù mấy năm mà. Cái thằng nó tên gì cô? Tìm nó đánh quá trời. Coming, ball coming. Anh Hải, đẩy banh vô số 1 nè. Ờ, đây kia thảo.
Thank you.
Chuyện gì vậy? Sương không hả? Ok, 4-3 trường. Ôi chơi cũng chết luôn hả? Chắc 2 game. Yeah, time. Ok, trường sơ 4-3. Được rồi. Được rồi. Mình sớm không? Chưa lớn chưa? Ủa? Ờ, anh sớm hả? Ok, mình sớm. 3-4. Mình sớm, 3-4. Phải sớm. Yeah, 50 love. Gì vậy? 15 điều. Vô trách nhiệm, vô trách nhiệm. 15-30. Cái gì vậy trường? Mất 1.000 đồng. Bữa nay trận này mất 1.000 đồng. 30 điều, tôi đi không? 3-4, tôi đi không? Okay, 40-50. 40-30 rồi. Wow, game. 4 đều. Anh Quang ơi, con em Quang. Bốn đều rồi. Nếu mà nó thả thêm game nữa anh mẹ à. Giờ thả thêm game nữa rồi quan chẳng sao.
Ở đây 4 đều, phù hợp. Gì vậy? Má nó giả bộ nó muốn xin gồ. Liêm gì nữa mà liêm? Liêm quan, liêm quan. Liêm quả vàng. Quánh quánh. Bỏ mươi không? Dạ. I'm doing well. Ba mươi mười lăm. Anh lên trường chưa? Hai hai thành hai. Bốn đều 30-15. Tao thua mày tám lon tao cũng nản. Sao mấy? Sao bốn rồi? Tao bốn. Nó qua bình đẳng nó đẩy lên trời tao thua. Mất tất cả bọn không làm gì được. Cái gì vậy? Đúng. 30 điều. Tao biết rồi. Nhưng mà tại vì mày thấy tao đang bị nắng đuối cái đầu tao là mấy trái đuối hết luôn rồi chứ không có dở lên vậy thôi. Còn lại cứu rồi. Đi bây giờ tao đang thua nó 20 mày trả đi rồi tao bao mày ăn cùng đi. Cứu hả? Mình chấp nó hai điểm phụ không? Nó hay lắm, bây giờ tao sợ nó rồi không muốn nữa đâu. Hay. Lớp cao lên. Đá đi. Cái này cao thôi chứ cao nữa. Cái này căng luôn cái đi. Nó đều sẽ quỳ lại để tao bắt mày thôi. Tại vì tao cứ đứng dằn dài đồ mà để mày qua bình đẳng tao khổ. Bỏ rồi. Tao biết đâu. Biết bao nhiêu quýnh mà đứa bà Hồng ở Vancouver á. Quýnh tao xin 35 phút ở 30 phút bên đó luôn để tìm ra. Mà mày biết sao mà tao vô là chân tao okay, 4-5 hải. Mình cái chân tao bây giờ mà tao ngồi ngồi xin được tao nó lọt tao. Mà tức quá tôi ngồi cái đuôi. Tao phải sạc anh lại thôi. Mày tao bây giờ nhận tiếc là tao lời mày có 5 đồng à, mày biết không? Để tao chia cho ông cứng 5. Ở ông táo lon thứ 10 đồng chứ không phải thứ 10 đồng. Hôm bữa đó mày 3-1 tôi thấy mặt mày xin tôi không biết. Bữa nay cũng muốn thua rồi. Sao không? Đâu, bữa nay vẫn bị đầu hàng rồi. Dẫn xa rồi thì đỡ. Mày biết cái giận nó làm cho người mày phải ráng. Chứ mà giới điểm mày không giận là mày bỏ rồi. Mày giận là mày ráng rồi, tao biết cái đó cũng nguy hiểm. Hướng đầu rồi đủ mà đáng quá năm đều thì cho nó làm gì làm cho nó rồi nó chết đáng chịu. Nhưng mà hắn muốn hỏi kế hoạch mai mốt ấy là phải cáp rõ ràng cho lấy không nghĩ cho lấy 5 phút thì mới đánh, còn không có lấy 5 phút mà đánh. Vô trước là đánh dặn rồi no no stop playing đấy right? Tại vì anh là già nó mà anh đâu có muốn được xin nghỉ đâu mà nó đòi xin nghỉ xin xù vậy nó tao luộc cái xù nhưng mà mai mốt mình đi hỏi cho phô phai mình không quýnh cái người xin gồ không mà phô phai hồi nãy tao chọc cho bà bé cho ông nói gì hay tao vô đất nhiều không không chết vô đất nhiều nữa chết mẹ mẹo phía phía lơ quýnh đụng không có trái nào mà tôi chạy giống như anh cứu như vậy anh con quế quýnh cũng hay là chấp tin lên là chấp vào quế hai quế quế không quýnh nhưng mà con quế bị tao lấy cái này đau tao quýnh 8 lo 8 lại 200 chấp tôi con quế fuck never play again con quế đi liền nhưng mà anh lấy em 200 khó đến giờ nàng anh 8 lo muốn đời. Thì sao anh ấy ủa bữa nay quýnh lại bây giờ quýnh lớn rồi 200 tới giờ chửi không bao giờ quýnh được anh lấy em 200 thôi đi luôn
tao biết mày rồi, tao tao nói là cái tiền của mày đủ mà để trong túi khó lấy ra. Không bao giờ có vụ 200. Chạy lên đâu? 20 là mất rồi. Nè nè, không chết. Tao nói thôi đi lên. Anh ta chậm như con rùa vậy. Đồ mà anh muốn bên này, muốn bên kia, anh có bệnh rất nhỏ. Sắp đóng cửa rồi. Chết. Vậy có trên 5 người. Đi luôn. 5 người ai bắt ở ngoài xứ. Hình như hồi nãy có cho 5 người. Hồi nãy vui lắm ông ngoài rồi. Anh này thấy trường của này. Nhưng mà anh chỉ sợ anh xin đi phá thôi. Sợ anh xin đi phá. Bắt đồng ok. Vui đi luôn. Nặng lắm. Trời hại nó sẹt cũng hay. Kích kia đi. Trên 5 người anh thu nhiều. Nhiều lắm. Tại vì anh phải ăn gà 64. Mà khi nó cáp thì nó cũng rất rác nhau luôn. Thầy nắng rồi. Nắng rồi không làm gì được. Không sao. Chết, 5 đều. 200 năm đều có tiền. Gì có tiền anh chưa? Quê, đông quê, từ thu, từ quê tới ăn. Từ quê tới ăn, đúng rồi. 5 đều. Hồi đó đó. Dạy dọt là đủ cái lần đến xin rồi. Giờ này dạy dọt á là đủ anh hải tao dở nhưng mà tại mày mày dở hơn chút. Okay, follow here we go Sunny Sir. Đi bú đi anh phá luôn hết chứ. Nếu mà không có hai game là Sunny thua rồi. Tao mới vô, tao chưa có gì mà muốn bốn con thì tao tức trong bụng mà tao phải hỏi xin nữa thì tao cũng được. Nhà cái gì vậy? Anh chưa quăng mà. Được. 15 lần. Nhưng mà tao coi nói gì nói bây giờ không quýnh mình nữa, tao sợ mày. Mày đừng có dụ lên hả? Tao lộ bốn con là tao tức lắm. 15 lần. Mấy trai cũng mày á, thằng này nó không có trong cái uống lùng viên nhiều quá, tao chửi đó. Thằng Tân với mày phải đặt uống lùng viên đi. Mày vô quýnh nó khác, nó cũng cực. Fifteeno. Mày đừng, thằng Tân là vậy là nói tầm bậy tầm bạ ở ngoài. Mày thì mày theo mày nói ok, nhưng mà cái thằng quýnh nó đâu có quýnh theo ý mày được đâu. Nó vô độ nó cũng tốn tiền vậy. Bây giờ em hỏi anh một cái thôi đơn giản được không? Trong hai thằng này đứng dưới nè, thằng Trường với thằng này nè là đứng dưới phòng là anh quýnh. Em chỉ nói vậy thôi. Sunny với thằng Trường đi. Đứng dưới phòng anh quýnh nè. Tôi quýnh thằng Sunny. Tôi quýnh thằng Trường. Cái đó là cái cần mình phải nói. Còn bây giờ hai thằng lên lưới, hai đó lên lưới. Anh quýnh nào? Thì quýnh Trường. Đi quýnh thằng Sunny. Nhưng mà bây giờ đừng nói gì chứ. Mày biết anh Trường. 30-15. Dở cho mày cũng đủ đưa banh dễ rồi. Mày phải đưa banh. Phải đưa cho nó, hai thằng đứng lưới là phải đưa cho nó. Mà thiệt ra mình xin đi bắt cũng hư bậy bạ. Nhưng mà đưa là đưa thằng 30-15. Còn hai thằng đánh chứ không là phải đưa thằng Sunny. Cái đó là cái căn bản là đúng, đúng. Vậy thôi. Nói là một chuyện làm không dễ. Cứ dễ đưa Sunny đó. Đó, đưa Sunny đó. Em có thể đó, em muốn có mấy trận. Chết mẹ. Ôi, ở đâu ra cũng nói vậy? 30 điều. Đồ của tôi đã tưởng dính rồi. Oh, it's a gamble, hay đó, it's a gamble. Chỉ từ cái 4 con người măng thôi là. Tôi đi vô. Để là biết dùng cái đầu vô. Giống như ngày hôm qua ha. Em có thể cho anh em muốn làm vô. Bye all, for you. Nhưng mà gì? Chết rồi. Đồ vô trách nhiệm. Cứ bảo sao mà đứng gì ăn. Đưa cho mạnh, đưa mạnh là được rồi. Tại vì nè, gì lưới em cấp không. Ồ. Quan Quế cấp không. Là mình phải ít rồi bạn ơi. Anh hiểu không? Tại vì Quan Quế cái banh nào không có hồi. Có 15 không? Không có chết. Đâu bằng quánh được. Tại sao lại quánh cho quánh? Anh hiểu không? Hào rồi. Lấy vô. Đúng rồi bạn ơi. Hào. Mày làm tôi nó nhột mày. Đi 6-5 đồ vỡ gài cầm này cũng sát ha. Em nói đây là em nói là cái căn bản rồi, cái căn bản để quýnh rồi chứ em không nói là hiểu. Nhưng mà
Tao thấy ông quê nè. Mày đâu nó bắn mỗi lần có theo quá được mà cứ nhảy vô nói rồi mà tại sao ông... tại sao anh quýnh này không có nói tại vì anh ráng nghe cái này không đi. Nhưng mà bây giờ mày nói mày làm này kia nó chẳng chịu nổi thêm anh quýnh này không có nói lý do là tại vì anh biết quýnh anh hiểu không? Ở già mày không nên nói không. Tại vì anh biết quýnh con lắm thì đi biết gì tụi mày anh gì nó set up gần hết nó chạy được mà nó bắn được mà nó bắn mà thằng nào bị lỡ tay đưa giờ tụi ta chọc tới anh với Duy em với một thằng thiệt là vợ em với Tường em với Tường mùng ba em Thái đi mày muốn bông không không Liêm Thái thôi Liêm Thái bông không không dở dở mà thấy ai không ôi cái cô ôi nhanh anh bá anh đưa tiền nó mà nói cái giọng dữ quá nó sợ nó không đấy anh nói anh đối xử vui rồi đâu đó Duy Hải thay liền không đùa với thằng Liêm nó đều lắm thằng Liêm là em với Duy phòng với Quýnh liền em phòng Duy phòng Liêm là ghê lắm Liêm hay lắm bắt lộn chứ tôi ớn Liêm mà rồi thằng Liêm nó làm hẳn hút rác nó hút tốt đồ vàng hay vậy ta vàng hay bên kia nhát Fifty lơ Liêm nó hay quá cái gì vậy 15 điều ờ 15 điều 5-6 15 điều tới đi 15 hả? 30 15 Okay, 30-50 bên kia có 5 hồi nha. So if they get this game they win. Outside pot. Hey, 40-50 cái gì vậy? Rồi, còn nước, còn tác. Jenny, I have faith in you. Adin, 5-6, Adin. Năm sáu 40 điều ừ.
Bên kia chạy. Giờ bây giờ là Liêm Quang Oánh Út. Con trai 40 điều. Five, six, 40 all. Seven, five, 72.